Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì là 12 giờ trưa của ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2023. Và như trên màn hình thì các bác có thể nhìn thấy đây là một cái hình ảnh có thể nói là rất là nổi tiếng ở trong cái thời gian vừa rồi. Thì đó chính là hình ảnh một cựu chủ tịch của thủ đô Hà Nội chúng ta, ông Chu Ngọc Anh. Và xin thưa các bác thế này, không biết các bác nhận xét về ông Chu Ngọc Anh thế nào sau phiên tòa vừa rồi, nhưng mà đối với nhiều người thì người ta nhận xét rằng là đây là một quan chức có thể nói là hèn hạ hết nước chấm. Chúng ta sẽ phải phân tích vấn đề này, tại sao những con người thế này lại có thể thăng tiến được, và thật sự không thể tưởng tượng nổi cái mức độ đó. Và đó không phải là cái điều mà xin được các bác một mình tôi nói. Và ở đây xin được các bác rằng là đó là những là nhận xét của nhà báo Quốc Phong. Xin được nói như vậy. Nhà báo Quốc Phong. Và nhà báo Quốc Phong đã nhận xét như thế này về ông Chu Ngọc Anh. Cách đây 2 ngày. Đầu tiên thì một sát tết gần nhất, đó là ông Chu Ngọc Anh đã làm mất cái vali đựng tiền 200.000 đô la Mỹ được Phan Quốc Việt tặng và đã nhận xét thế này: một điển hình của một thứ tham quan chấp nhận giả ngu, không sợ người đời cười đến mức trơ trẽn thảm hại. Trơ trẽn thảm hại. Và status trước đó của nhà báo Quốc Phong như sau: thay thế thì liệu tòa có chấp nhận không? Nếu chấp nhận thì quả là nhân văn, nhân ái, nhân tình. Theo dân trí tường thuật lại cụ thể thì tại tòa, ông Chu Ngọc Anh cho biết ngày 27 tháng 8 2020 thì Việt nhờ tránh văn phòng bộ dẫn lên phòng làm việc của bị cáo, nói muốn gặp để báo cáo tình hình chống dịch và giới thiệu sản phẩm mới. Khi vào phòng thì Việt đưa một túi quà, nói là bên trong có sản phẩm công ty Việt Á nên ông Ngọc Anh là đồng ý nhận và để ở chỗ nghỉ trong phòng làm việc. Bị cáo có việc phải đi, không nghĩ trong túi có tiền nên để trong phòng. Nếu biết thì bị cáo đã cất vào tủ. Ông Chu Ngọc Anh khai như vậy. Để cho các bác để ý câu này nhé. Nếu biết thì cất vào tủ. Tôi lại cứ tưởng rằng là nếu biết thì gọi Việt đến để mà trả lại. Thế mà cuối cùng là nếu biết thì tôi sẽ cất vào tủ. Rất là ngây thơ. Các bạn nào thấy cái quan chức nào nhiều khi nó rất là ngây ngây thơ thơ và mang cái tính chất rất hài hước như là ông Chu Ngọc Anh này hay không? Đó. Tiếp tục này. Cựu Bộ trưởng Bộ Công nghệ chỉ cho biết mãi một tháng sau khi dọn phòng để chuyển sang Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công tác, ông kiểm tra chiếc túi thì mới phát hiện là bên trong có tiền. Đó. Và lúc đó thì bị cáo cất tiền vào vali thì với mục đích sẽ đem trả lại cho Việt. Tuy nhiên, do phòng làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa dọn xong, cựu Bộ trưởng đem vali tiền về cất ở nhà và sau đó quên vì bận chống dịch. Đó. Quên vì bận chống dịch. Báo cáo như thế. Nhận tiền của doanh nghiệp là sai, bị cáo muốn trả lại nhưng 21 tháng ở Hà Nội thì đều bận chống dịch. Bị cáo quên không trả lại cho Việt và đây là điều đau xót với bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ giải bày và nhận xét rằng là đúng là một quan chức hèn hạ hết nước chấm. Xin tự với các bác như thế. Tất nhiên khi họ khai ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều khai ra, lời khai nó sẽ rất là buồn cười. Ví dụ khi nhìn thấy một số tài sản nào đó, một cái biệt phủ, thì hỏi tiền đâu? Họ nói rằng là tôi đi buôn chổi lõm, tôi đi chạy xe ôm, tôi làm việc tới thối móng tay, tôi tích cóp lại được. Hay như là Phan Quốc Việt thì nói rằng là tôi số tiền tiết kiệm 150 mấy tỷ đó thì là tôi vay của mẹ tôi, bây giờ tôi phải trả lại. Thế còn hai sổ tiết kiệm, đứng tên đứa con 14 tuổi, chỉ giá 20 tỷ, thì không biết từ đâu mà ra. Chúng ta cũng thấy rằng là khi mà bắt ông Chu Ngọc Anh để mà khám nhà, chúng ta cũng thấy rằng là một ngôi biệt thự rất là nguy nga. Thì không biết là ông khai báo tài sản thế nào? Ông khai báo tài sản thế nào? Và thật sự là tiền đó tôi mà có. Còn tôi thì tôi thấy một cái giả thiết này nó hợp lý hơn này, nó là giả thiết thôi. Đó là nhiều khi ông quên thật này, số tiền nó quá nhỏ, chuyện đơn giản, quên luôn. Rồi để ở gara ô tô, để gara ô tô rồi sau đó rằng là bây giờ không tìm thấy. Thế thôi, đơn giản. Câu chuyện nó chỉ đến thế. Và thật sự nó là một cái bi kịch cho người dân Việt Nam.
khi mà những cái đồng tiền đó họ không coi ra gì, tức là chúng ta có thể hiểu rằng là những khoản khác nó mới là quan trọng, những khoản khác nó mới kinh điển, những cái khoản khác nó mới gọi là ghê gớm. Chúng ta bây giờ chúng ta nhìn vào cái khối tài sản của các quan từ khắp các huyện, các xã, kể cả vùng sâu vùng xa, khi các bác đi các bác sẽ tìm về những ngôi nhà, nhiều khi các bác hỏi rằng là đây là ngôi nhà của ai, thì nhiều khi người ta sẽ chỉ rằng là đây là cái vị quan này vị quan nọ. Và bây giờ người ta sẵn sàng, người ta phô trương cái điều đó ra, bởi vì chúng ta đã lỏng lẻo kỷ luật quá lâu, lỏng lẻo kỷ luật quá lâu rồi. Những hành vi như thế, phô trương như thế nhưng không bị xử lý, không bị truy tới cùng, thì tự dưng nó sẽ tạo ra một cái lớp không biết sợ. Trong cái thời kỳ 10 năm, biết rằng các bác biết rằng là lợi tạo ra một cái lớp không biết sợ, tức là ăn không từ một thứ gì của dân, rồi sẵn sàng trong đại dịch đấy, cái số tiền lớn thế mà họ cuối cùng cũng sẵn sàng là gửi tặng nhau, cầm nhau coi như là một cái món quà, rồi là đơn giản quên, tôi để trong phòng tôi quên đen thôi đó, đỏ quên đi kiểu kiểu vậy. Thế thì thật sự như là nó có Phong nói, gọi là hèn hạ hết nước chấm. Bởi vì khi người ta ra tòa, người ta không biết xấu hổ với câu nói của mình. Đáng nhẽ khi ra tòa đối diện với người dân, đối diện với các quan tòa, đối diện với công lý pháp luật, họ sẽ nói thẳng thật những điều của mình. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta rất hiếm thấy. Nhiều khi ra để mà, chính là cái điều này ấy, tôi lại nể ông Đinh La Thăng. Vì ông này ra tòa, ông cũng rất là đàng hoàng, ông chả có đổ lỗi cho ai cả, và nhận thay cho cấp dưới luôn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng là thôi, thôi sao? Những quan chức bây giờ thật sự chúng ta phải tự hỏi một câu hỏi rằng là tại sao họ lại leo lên được? Tại sao họ lại leo được cái ghế đó? Thì đó mới là vấn đề. Nhiều khi người ta nói rằng này, thành tích rồi là thành nọ thành kia, rồi bằng nọ bằng kia, vân vân, thì không bằng cái bằng lòng. Tức là người ta chỉ cần một vài cái lời giới thiệu thì là xong. Còn tôi hay có một câu chuyện nó trêu thế này: khi mà có hai cái vị trí để mà cần đề xuất là trong cuộc họp thường vụ, thì có hai cái vị trí là ví dụ như cần được bổ nhiệm ở cái chức giám đốc chẳng hạn. Thế thì một cô thì giỏi, một cô thì bình thường. Những cái cô bình thường thì lại có một cái quan hệ tốt. Đó, quan hệ tốt thì có thể bố cô làm to, hoặc là cô ấy xinh gái thế nào đó tùy. Tóm lại là có sếp thì bằng lòng. Thế nhưng mà cả cơ quan thì đều biết rằng là cô nào giỏi, cô nào dốt rồi. Thế nhưng mà cuối cùng ấy, trong thường vụ người ta chỉ nói một câu này thôi. Ví dụ cô A là cô giỏi nhé, cô B là cô dốt nhé. Rồi cô A thì bảo là cô A là rất là ok, cô A rất là tốt trong quá trình công tác làm việc, và cô luôn luôn hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ vân vân các thứ nữa, và được nhiều tín nhiệm của đồng nghiệp mọi người. Nhưng nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế khuyết điểm tôi cho là chưa phù hợp. Đấy, cái quan trọng chính nhưng. Thế đến cô B nhận xét là cô B thì thật sự rằng là cô là người không nổi trội. À, bằng cấp thì cũng bình thường, trong quá trình công việc thì cũng có những cái điều nọ điều kia vân vân, nhưng cô ấy có cái tố chất để mà có thể lãnh đạo một số cái cô đã là ví dụ đây. Cái quan trọng sau cái chữ nhưng ấy. Nhưng thì nó mới là cái ý đồ của người sếp, và họ định ám chỉ đưa đến ai thì phải hiểu rằng là sau cái chữ nhưng đó là thế nào. Nhiều khi mà khen trước, thế nhưng mà sau đó có chữ nhưng thì nó mới là ý. Nhiều khi là chê chứ, nhưng mà sau đó cái nhưng, sau cái từ nhưng đó thì mới là lộ ra ý đồ thật. Thế thì xin thưa với các bác, công tác cán bộ mà cứ làm như vậy thì thật sự chúng ta phải nhìn, chúng ta phải có những cái khách quan, phải làm thế nào để mà ghét ông này lắm nhưng vẫn phải đề xuất ông này vào cái vị trí đó, bởi vì năng lực. Hai là yêu quý ông kia lắm, ông này là hay có đến nhà chơi giúp đỡ nó kia vân vân, nhưng mà vẫn phải loại ra khỏi. Thế thì động cơ nào để loại ra khỏi? Thì xin thưa với các bác rằng là động cơ là lợi ích tập thể. Bởi vì nếu như mà mình đưa một cái người không giỏi lên thì bản thân mình cũng chết trước. Mình đưa một cái người không làm được việc lên thì nhiều khi là mình cũng chết trước. Thế cho nên ấy, có một cái ta gọi là quy trách nhiệm cho người đề xuất. Quy trách nhiệm thì không phải là quy trách nhiệm cả đời,
nhưng mà quy trách nhiệm trong một thời gian nhất định. Cái người mà ông đề bạt lên làm lãnh đạo, ví dụ ai đề bạt ông Trung Ngọc Anh này, đúng không? Ví dụ vừa đề bạt ông Trung Ngọc Anh này lên trong thời hạn là 5 năm, ví dụ thế, thì phải chịu trách nhiệm. Ví dụ tôi đề bạt ông Trung Ngọc Anh này lên làm chủ tịch của Hà Nội trong vòng 5 năm, thì tôi phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng mà đưa ông ấy lên thì 2 năm sau ông bị bắt bố, ông bị bắt rồi. Thế thì rõ ràng là tôi nhìn lầm người đúng không? Thì tôi phải chịu trách nhiệm. Dù muốn dù không phải chịu trách nhiệm. Còn qua 5 năm thì ví dụ như là kệ ông, có một nhiệm kỳ để kệ ông. Thế nhưng mà khi mà tôi đề bạt vào lên là tôi phải chịu trách nhiệm với ông này. Đó. Thì biến cái người đề bạt trở thành người giám sát. Bởi vì mày mày làm sai thì tao cũng chết. Kiểu thế. Thì may ra chúng ta mới xử lý được. Chứ nếu không thì cứ đề bạt thế này thì hỏng hết bánh kẹp. Chứ đừng có bạn như thế. Và người đề bạt, được đề bạt này cũng phải hết sức giữ mình. Bởi vì không chỉ mình chết mà mình cần kéo theo cả nhiều người chết cùng. Thì đó là cái mà phải suy nghĩ. Đúng. Gắn cái trách nhiệm cho ai. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.